Vui mừng được gặp lại quý vị trong chuyên mục Góc nhìn tuần này. Chắc hẳn quý vị đang rất là thắc mắc không biết là tại sao trên tay tôi lúc này lại cầm một chiếc bánh mì phải không ạ? Đây là món ăn đã quá quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam hàng sáng và món ăn đường phố này đang từng bước hướng ra thế giới một cách rất hữu xạ tự nhiên hương. Không cần một chiến lược quảng bá nào, thế nhưng bánh mì Việt Nam đang nằm trong rất nhiều bảng xếp hạng ẩm thực của quốc tế. Trang báo uy tín của nước Anh như là BBC chẳng hạn mới đây cũng đã có bài viết ca ngợi bánh mì Việt Nam là ngon nhất thế giới. Ít có món ăn nào đáp ứng được đủ các tiêu chí, vừa có rau này, lại vừa có thịt này, ăn thì có vị chua ngọt mặn như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên món ăn Việt được xướng tên trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Nhiều cái tên khác cũng đã được nhắc đến như là phở, nem này hay là bún chả. Và có lẽ không có con đường nào ngắn hơn hay là thú vị hơn bằng con đường ẩm thực để có thể quảng bá văn hóa Việt, đặc biệt là nâng cao chất lượng cho ngành du lịch của Việt Nam. Với việc thương hiệu ẩm thực Việt ngày càng được khẳng định, nhưng để tận dụng những cơ hội đó để quảng bá văn hóa Việt thì vẫn cần sự quy hoạch bài bản hơn, không chỉ là nguồn lực ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài và ngay ở mỗi chính quý vị nữa đấy ạ. Ẩm thực là một niềm tự hào của người Việt khi mà có không ít lần những món ăn ngon của Việt Nam được lọt vào top, thậm chí được ca ngợi là ngon nhất thế giới. Năm 2013, trang Business Insider đã xếp phở của Việt Nam đứng thứ nhất trong top 40 món ăn bạn nên thử một lần trong đời. Trên tạp chí The Huffington Post, du khách nước ngoài còn dùng mỹ từ đặc biệt cho phở là món ăn của thiên đường. Tháng 11 năm 2014, trang BuzzFeed đã xếp cà phê trứng Việt Nam đứng đầu danh sách các loại đồ uống được pha từ cà phê bạn nên thử trong đời. Mới đây, thức uống đặc biệt này lại một lần nữa xuất hiện trên sóng truyền hình CNN của Mỹ. Video dài hơn một phút đã giúp du khách quốc tế có hình dung rõ hơn về văn hóa uống cà phê nói chung và cà phê trứng nói riêng của người Hà Nội. Cùng với phở, bánh mì và bún chả đã chính thức lọt top 100 món ăn nổi tiếng thế giới năm 2016 do Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings và Viện Top Thế giới công bố. Theo các đầu bếp quốc tế, công thức làm bún chả không hề khó. Nhưng làm sao để có được những miếng chả tẩm ướp đậm đà, nướng vừa chín tới lại không dễ. Một món ăn dân dã khác trên vùng sông nước miền Nam Việt Nam là hủ tiếu đã được Gordon Ramsay, bếp trưởng sở hữu 14 trên 15 sao Michelin bình chọn là món ăn tuyệt vời nhất. Thậm chí món ăn này còn được ông đưa thành đề tài thi cử trong top 5 của chương trình Vua Đầu Bếp Mỹ. Từng rong ruổi khắp các vùng miền của Việt Nam để khám phá ẩm thực, trong chương trình truyền hình ẩm thực Cuộc Đào Tẩu Vĩ Đại của Golden, ông đã làm riêng một tập về các món ăn của Việt Nam và nhắc đến Việt Nam như một nền ẩm thực lớn của châu Á. Có thể thấy, rất nhiều đặc sản của Việt Nam đang dần tiếp cận đến bàn ăn của thế giới. Tuy nhiên, để có được những bước tiến vững chắc và bài bản thì còn những vấn đề cần phải bàn. Mà trong đó, như chúng tôi đã đề cập, có cả vai trò của chính quý vị, những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân Ánh Tuyết. Bà là người đã có rất nhiều đóng góp trong việc quảng bá ẩm thực truyền thống của Việt Nam đến với cả bạn bè quốc tế. Vị khách mời thứ hai đó chính là anh Thanh Hòa, quán quân MasterChef Việt Nam 2013, anh là kiều bào Australia và chúng ta sẽ kết nối với anh từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Qua phần tổng hợp nhỏ của chúng tôi vừa rồi thì có thể thấy là nền ẩm thực của Việt Nam đang đón nhận rất là nhiều các tin vui và ẩm thực Việt đang rất là dần khẳng định mình và có vị thế cao trong bản đồ ẩm thực quốc tế. Vậy xin được hỏi hai vị khách mời ạ, nét đặc sắc đã làm nên chất riêng của ẩm thực Việt là gì để mà có thể gây ấn tượng được với cả bạn bè thế giới ạ? Đối với anh Thanh Hòa, tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt giữa ẩm thực Việt Nam mình so với những ẩm thực xung quanh chúng ta đó là cái sự kết hợp rất là hài hòa từ cái nguyên liệu cũng như đến những cái gia vị. Phải nói rằng là cái ẩm thực Việt Nam mình mang một cái gì nó rất là fresh, nó rất là tươi và đồng thời nó cũng phù hợp với cái xu hướng chung của ẩm thực thế giới. Đó là một trong những cái điểm đặc biệt mà làm cho ẩm thực Việt Nam mình giờ đây trở nên được mọi người nhắc đến nhiều. Xin được nghe chia sẻ của bà Ánh Tuyết ạ. Chúng ta có một cái thiên nhiên ưu đãi rất là đặc biệt, mà ngay cả đến các nước láng giềng ngay cạnh mình, người ta không có. Ví dụ như là các cái gia vị Việt rất là
là đi vào lòng người. Rau thơm, rau mùi, đường láng, chỉ cần một tí vào mất bát phở thôi thì cái mùi nó đã đặc trưng, và không có một nơi nào có một cái sự mà quyến rũ mà hấp dẫn đến như vậy. Vì sao? Vì món ăn bao giờ ta cũng ăn bằng mắt trước này, xong rồi lại hưởng thụ một cách mùi thơm trước này, rồi bắt đầu ta mới ăn. Thế thì các cái đấy là các cái yếu tố để mà hấp dẫn cái vị khách. Vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều lợi thế, đó là chúng ta có những cái gia vị rất là đặc biệt. Đúng này, rồi là nguyên liệu thì rất là tươi ngon. Vậy theo bà, lý do mà khiến cho ẩm thực Việt rất là hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế có phải là trong cái cách mà chúng ta chế biến món ăn nữa hay không? Ôi, cái cách chế biến món ăn thì chúng ta lại thừa hưởng được các cụ xưa truyền lại bằng cái kinh nghiệm của các cụ để lại. Ví dụ như tôi kho cá cho các bạn, dạy các bạn kho cá, nhưng các bạn lại không thể tưởng tượng được tại sao kết hợp với chè, cái lá trà, mà tại sao lại kết hợp, mà làm sao lại cái khúc cá nó lại săn chắc lại, ăn nó dai như miếng thịt gà, và cái xương của nó, người ta ăn luôn được cả xương. Vậy cho nên là cái vấn đề ăn đã ngon rồi, nhưng mà nó lại có thêm cả vấn đề về dinh dưỡng, về vấn đề canxi, mà nước các bạn mà không, chúng tôi làm thì chỉ ăn được thịt thôi, xương không nhai được. Cái điều đó là cái điều các bạn muốn khám phá, và cái điều đó là cái điều mà ẩm thực Việt Nam nó làm cho các bạn ấn tượng và nổi tiếng từ những các cái mình tưởng rằng rất là nhỏ. Anh Thanh Hòa, liệu có một cái tiêu chuẩn nào mà để cho trong thời gian gần đây nhiều cái món ăn Việt của Việt Nam có thể lọt vào những bảng xếp hạng của bản đồ ẩm thực thế giới đến như vậy? Và bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta biết được những cái quy chuẩn đó thì chúng ta có thể áp dụng để mà có thể quảng bá được nhiều hơn nữa những đặc sản của Việt Nam. Tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất đó là cái chất của cái món ăn của chúng ta, cái chất của cái món ăn và cái sự kết hợp rất là hài hòa. Tôi tin rằng là ẩm thực nó phải có một cái yếu riêng của nó, đó là cái gì, về vị của nó, về cái sự kết hợp của nó, về cái hương liệu của nó. Và tôi thấy tôi rất là tự hào khi mà trước đây tôi đã từng ở nước ngoài, tôi thấy là những cái món mà như mọi người biết như phở, bánh mì là những nguyên liệu, hay là bún chả, hay là bún thịt nướng là những cái món mà luôn được mọi người quan tâm và nhắc đến. Do đó, đó là những cái tiêu chí mà tôi nghĩ là khi mà một cái bảng xếp hạng đưa vào những món ăn và được mọi người yêu thích nhất và có chất lượng nhất, nó phải dựa trên những cơ sở đó. Và phía sau đó là cả một chuỗi về marketing, về chuẩn bị, về tổ chức, đều cần phải có một cái sự khoa học kết hợp rất hài hòa giữa những cái sản phẩm của mình và những cái tố chất, những cái kênh, những cái thông điệp để mà làm cho cái sản phẩm của mình được vươn ra và được mọi người biết đến nhiều hơn. Ông Pavasaneni Harish sang Việt Nam trong cương vị đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam được hơn một năm. Với ông, những chiếc bánh gai cổ truyền ở miền Bắc luôn để lại những hương vị khó quên. Tôi phải nói rằng bánh gai có một hương vị rất riêng và đặc biệt mà tôi chưa bao giờ được thưởng thức. Tôi chưa ăn một món tráng miệng nào có nhân như vậy, cùng với cả hương vị của lá chuối gói bên ngoài bánh nữa. Chiếc bánh này gần giống với một món bánh của Ấn Độ, cũng dùng đậu xanh để làm nhân, nhưng không có thêm những hương vị khác. Hội An, Quảng Nam luôn tự hào là một điểm đến du lịch hấp dẫn dành cho khách nước ngoài. Chính vì vậy, ẩm thực là một nét văn hóa mà thành phố Hội An chú trọng phát triển. Món bánh bông hồng trắng chính là tên gọi của một món ăn đặc trưng ở Hội An, được đặt tên bởi các thực khách nước ngoài. Hầu như ai đến đây cũng phải một lần thử loại bánh này. Độ tươi ngon của chiếc bánh thật sự khác với những loại bánh đã được sơ chế trước, lưu trữ rồi mang ra nấu lại. Ông Rudy Powell đến từ Bỉ còn được trải nghiệm cách làm chiếc bánh bông hồng trắng. Điều mà tôi cảm thấy rất ấn tượng là sự khéo léo sử dụng những ngón tay để nặn thành hình những bông hoa hồng rất đẹp. Nặn nó khó hơn tôi tưởng. Với những điều mà bạn nghĩ rằng dễ dàng, nhưng những con người ở đây họ đã phải làm rất lâu mới có thể thành thục được. Ngoài những món ăn đặc trưng của Việt Nam, nguyên liệu tươi ngon cùng với những loại gia vị hấp dẫn cũng chính là nét đặc biệt thu hút các đầu bếp nước ngoài tới Việt Nam. Khi bạn ăn một món ăn nào đó, bạn có thể cảm nhận được tất tần tật những loại gia vị được dùng để chế biến món ăn đó.
Đó là điều đặc biệt của ẩm thực Việt Nam mà tôi rất thích. Tôi yêu tất cả các loại rau gia vị của Việt Nam. Với rau gia vị, món ăn Việt có hương vị rất đặc biệt, không trộn lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Tôi có thể tìm thấy đến 90% các nguyên liệu mình cần có mặt tại địa phương nơi đây. Như vậy có thể thấy là văn hóa ẩm thực của chúng ta rất tương đồng. Độ tươi ngon của các món ăn này thật tuyệt vời và nó được thể hiện rõ ràng qua hương vị của sản phẩm món ăn hoàn thiện. Đây cũng chính là lý do tại sao mọi người yêu thích ẩm thực Việt Nam đến vậy. Chúng tôi sẽ luôn quay lại để được thưởng thức hương vị Việt. Rõ ràng là khi nhắc đến ẩm thực Việt thì các bạn bè quốc tế họ sẽ nghĩ ngay đến những món như là phở này, nem này, bún chả này hay là bánh mì. Nhưng mà đang có một cái vấn đề hiện nay thì họ sẽ chưa được cấp đầy đủ thông tin, họ chưa nắm bắt được nhiều thông tin là họ sẽ phải đến những cái địa chỉ uy tín nào để mà thưởng thức những cái món ăn như vậy. Vậy phải chăng là hiện nay cái công tác quảng bá của chúng ta chưa được đầu tư một cách bài bản ạ? Đúng rồi. Nhận xét thế là đúng. Chưa có một cái bài bản, chưa có một cái chiến lược hẳn hoi, chưa có một cái kế hoạch đúng đắn. Vậy tại sao chúng ta chưa làm được ạ? Thế thì cái này tôi phải thấy rằng là cái này là chúng ta đang cứ chạy vòng quanh ở ngoài. Cái này phải thuộc về chuyên môn. Và các nước người ta đã đánh giá nhà hàng này đạt đến 5 sao. 5 sao là gì? Vệ sinh, thái độ, phục vụ, giá cả, chất lượng ngon. Đấy là cái điểm uy tín giới thiệu với khách. Còn nếu như mà đùng một cái khách đến cho lại ăn, ôi sao lại bẩn như thế này, thì cái điều đó không thể đạt được. Vậy mà cái thương hiệu ẩm thực Việt không chỉ đơn thuần là một món ăn ngon, mà nó bao nhiêu cái tố chất đi theo cái món ăn ngon đó, nó mới trở thành thương hiệu. Thế thì vậy, chúng ta đã tự tin là món chúng ta ngon. Thế nhưng khi tiếp cận ra các bạn bè, chúng ta phải có thêm cái hình ảnh làm sao chúng ta hiếu khách, làm sao cái giá cả phải chăng. Đến ăn với gia đình chúng tôi đon đả tiếp các bạn, mình phải tỏ rõ rằng mình hiếu khách. Thì cái đó là cái tinh thần yếu tố đầu tiên là thu hút các bạn. Vậy anh Thanh Hoàng nghĩ sao về vấn đề này ạ? Khi mà tôi tiếp xúc với nhiều cái người nước ngoài, khi mà tôi còn sống ở nước ngoài, thì tôi thấy rằng là chúng ta còn thiếu cái sự phá cách, cái sự nâng tầm lên, làm cho cái món ăn Việt Nam nó không còn món ăn là gia đình hay là món ăn đường phố nữa, mà nó phải có một đẳng cấp tương rất là rõ ràng. Mình cần phải mình thay đổi cái suy nghĩ đó để làm gì? Cái món ăn Việt Nam mình vẫn cái chất người Việt Nam mình, vẫn cái gia vị đó, nhưng phải nâng tầm mới. Một cái gì đó phải hoàn toàn về cái cách trình bày, về cách kỹ thuật nấu, về cái cách mình phục vụ, tất cả mọi thứ mình phải có sự nghiên cứu. Và mình, nếu như chúng ta không có sự nghiên cứu một cách khoa học và một cách gọi là để theo cái sự phát triển của thế giới chung á, thì chúng ta bị thụt lùi và sự cái đào thải rất là lớn. Đây là món tôm chạo, một món ăn truyền thống Việt Nam với tôm xay nhuyễn cùng với giò sống bọc bên ngoài mía đường rồi nướng lên. Hy vọng quý vị ngon miệng. Những thuyết minh cặn kẽ với từng món ăn Việt cho mỗi đoàn khách nước ngoài tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải nhà hàng nào cũng làm. Giúp du khách tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về ẩm thực Việt Nam vẫn dừng lại ở sự tự giác mang tính cá nhân. Ngay ban đầu bây giờ thì người ta cũng chỉ thưởng thức là đến là vào nhà hàng là chỉ vấn đề để ăn thôi. Và ăn trong quá trình khoảng một tiếng đấy thì bên phía nhà hàng cố gắng nỗ lực làm sao mà đưa cái sản phẩm ngon nhất, phục vụ tốt nhất cho khách hàng trong một cái đoạn đấy. Không khó để nhận ra các món ăn truyền thống của Nhật Bản hay Hàn Quốc trong những tờ rơi như thế này. Trong khi với hầu hết du khách đến Việt Nam, khám phá ẩm thực thường không nằm trong lịch trình. Cũng dễ hiểu khi ngay trong những chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài, ẩm thực chỉ góp một phần khiêm tốn. Mình hoàn toàn có thể đưa những nghệ nhân sang làm một số món hợp lý để hoặc là chiêu đãi khi mình họp báo, hoặc là đại sứ chiêu đãi, hoặc là mình giới thiệu, thậm chí mình có thể kinh doanh. Mặc dù nó không thể bù đắp được cái chi phí bỏ ra cho chi phí đi, nhưng nó cũng là giới thiệu công bằng. Đấy là cái quảng cáo tốt nhất, vì họ bỏ tiền ra họ đánh giá, thì cái đấy mình chưa làm được.
sở hữu kho tàng ẩm thực phong phú và có lợi cho sức khỏe hàng đầu thế giới. Cho đến nay, vẫn chưa có một cơ quan nghiên cứu quảng bá ẩm thực Việt Nam nào ra đời. Trong khi đó, nhìn sang xứ sở kim chi, Viện Nghiên cứu ẩm thực Hàn Quốc hay thậm chí là Viện Nghiên cứu Kim chi Quốc tế đã có mặt trên 20 năm. Cùng với đó, Hanseok, nghệ thuật ẩm thực Hàn Quốc được xem là mũi nhọn trong làn sóng văn hóa Hallyu. Hơn 10.000 nhà hàng Hàn Quốc đã có mặt trên khắp thế giới. Và những lớp học nấu ăn nhỏ lẻ cho khách nước ngoài như thế này bao giờ cũng kín lịch trước cả tháng. Có lẽ là đã đến lúc rất là cần thiết, cấp bách để mà chúng ta có thể chú trọng đầu tư trong cái việc mà quảng bá những cái sản phẩm ẩm thực quốc gia hay không ạ? Tôi đã thấy cái điều này từ lâu. Và chính bây giờ tôi cũng đang muốn, bản thân tôi cũng đang muốn rằng dựng lên một cái trường. Ví dụ như ở bên Hàn Quốc, người ta có một cái viện. Bên Nhật người ta có một cái viện để lưu giữ những các cái món truyền thống. Chứ còn tôi thì là thế hệ cuối cùng của người Hà Nội cổ. Tôi là cuối cùng rồi. Bây giờ tôi muốn rằng những bà chị họ, những người quen thuộc, những người ngày xưa của Hà Nội 36 phố phường có những các cái món. Mà bây giờ ví dụ như là những các cái món tôi nói ra thì nhiều người bảo tôi chưa được nghe. Ví dụ như món cố mốc là không phải nó mốc. Nhưng mà bởi vì rằng kết hợp với tất cả những các cái gia vị vào, nó lốm đốm, nó như là cái màu mốc, gọi nó là cố mốc. Nhưng mà bây giờ nói đến thì cái món này hàng trăm năm. Và bây giờ chúng tôi thì là thế hệ cuối của người Hà Nội. Và những các cái món mà mình khẳng định rằng Hà Nội rất phong phú món quà. Thế về bây giờ mà nó mất hẳn đi rồi thì làm sao mà còn cái đấy nữa? Làm sao mà còn có quyền tự hào được nữa? Tôi thấy rằng Việt Nam chúng ta, những người mà có trách nhiệm, mà sát thực tế với lại vấn đề du lịch, quảng bá, truyền thông, thì chúng ta hãy bắt tay vào và làm ngay khẩn trương. Thực ra với giới trẻ bây giờ, lớp gọi là mình gọi là New Generation ở Việt Nam, họ có những em, có những cháu không biết được cái món ăn như thế nào. Vậy thì cái điều tiên là chúng ta phải có set up một cái chuẩn để gì? Từ đây về sau, tất cả mọi thời đại, tất cả mọi cái tầng lớp đều phải biết rằng đó là cái món Việt Nam mình. Và đây là cái món mà chúng ta phải luôn tự hào để đem đến giới thiệu cho người nước ngoài. Khi đó, khi mà về mình gọi là về kiến thức, gọi là cơ bản của người Việt Nam, ở Việt Nam hiểu được, thì cái việc mà phát triển thì cần cái sự gì hỗ trợ của nhà nước. Làm sao để có một chính sách thực sự ưu ái, và đây là một cái tiền đề chính để khi đem đến nước ngoài để mình phát triển, mình giới thiệu. Đó là cái thông điệp. Bởi vì và cái cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cái tầng lớp, giữa nhiều ban ngành với nhau, giữa con người đặc biệt, ví dụ như mình nói là người đầu bếp, là cái người mà sẽ mang cái món ăn đó, hay mang cái nguồn gọi là cái niềm hãnh diện đó để giới thiệu với mọi người, thì cái người đó phải được trang bị cho họ cái thức gì về cái món ăn đó. Ở các nước, đặc biệt là châu Á, mỗi vùng miền của nước đó đều có những ẩm thực riêng biệt và khác nhau. Tuy nhiên, khi đã nói đến một cái gì chung thì chúng ta cần phải ngồi xuống và cùng phải đưa ra một cái điểm chung. Chúng ta không thể nào là ở cái vị miền Nam thế này, miền Bắc thế này, miền Trung thế này, chúng ta không có một cái vị chung. Điều đó hoàn toàn sai. Trong từng món ăn, ví dụ mình nói kho miền Trung cũng có cái vị khác, kho miền Bắc có vị khác, kho miền Nam có vị khác. Tuy nhiên, nó đều có những cái technique, những kỹ thuật nấu và những gia vị đều giống nhau hết. Chúng ta phải cần thống nhất vấn đề là gì, cái quan điểm và cái suy nghĩ tư duy của chúng ta như thế nào để làm cái món ăn nó thực sự nó hoàn hảo và nó phù hợp với cái người nước ngoài. Và chúng ta không thể giới thiệu, tất nhiên nếu như người nước ngoài, một người khách, vị khách nước ngoài họ vào Việt Nam mình thì họ có thể trải nghiệm từng vùng miền khác nhau, nhưng mà ở góc độ quốc gia tổng thể phải có một cái gì đó, một cái gì chung. Chúng ta không thể nói rằng là ba vùng miền đều có ba cái vị khác nhau, có giới thiệu ba cái, không phải. Chúng ta phải ngồi xuống và đưa ra đó là quy luật phát triển và cần phải có sự thống nhất. Có lẽ bây giờ là để xây dựng phát triển được các sản phẩm ẩm thực mang thương hiệu quốc gia, hay là quảng bá nền ẩm thực của chúng ta đến với cả thế giới, thì có lẽ là những kênh như là ví dụ như là lễ hội hay là hội chợ bây giờ không đủ nữa rồi. Nhìn sang các nước trong khu vực, có thể nói kể đến như là Hồng Kông này hay là Hàn Quốc, thật sự là tôi rất ấn tượng với cả Hàn Quốc, bởi vì họ đã làm quá tốt trong công việc là đúng, xuất khẩu văn hóa của mình rồi nền ẩm thực của mình thông qua những bộ phim truyền hình hay là các đúng sản phẩm rồi, âm nhạc. Các bạn trẻ Việt Nam bây giờ là biết đến các món ăn của Hàn Quốc rất là nhiều. Vậy chúng ta sẽ học được những kinh nghiệm gì từ những nước trong khu vực ạ?
các bạn đã có một cái tầm nhìn mà phải nói là đi rất đúng hướng, và một cái kết quả của các bạn là gặt hái được nó rất nhanh, vì đi đúng hướng cho nên là đốt cháy giai đoạn rất nhiều, và đi rất đúng hướng là bởi vì rằng ngay cả đến phim như là Đê Chăn Cơm đó, người ta nói lên một cái sự văn hóa ẩm thực của người ta, mà cái ẩm thực này không chỉ đơn giản là tôi chế biến lên tôi ăn tôi thấy ngon, không, người ta nhìn vào cả một cái vấn đề văn hóa của cả một dân tộc, cả một quốc gia, chứ không phải đơn giản chỉ là một đĩa thức ăn. Vậy anh Thanh Hoàng nghĩ sao về vấn đề này ạ? Ví dụ như bây giờ xu hướng ẩm thực của đơn giản như ẩm thực Trung Hoa, trước giờ là họ không có muốn bày biện ra ngoài, nhưng mà có những cái nhà hàng họ có thể làm như những cái khâu ví dụ là dim sum, họ từ cái khâu là ngộm bột rồi từ cắt bột rồi nặng bột rồi nhưng tất cả mọi thứ thành một cái quy trình, và họ giống như một cái showcase như vậy, giống như một cái nhà kính để cho mọi người có thể xem xét khi vào ăn, thử vừa thưởng thức vừa có thể xem được cái đó. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta có thể làm được nữa hay không? Tôi nghĩ rằng điều có thể, ví dụ như phở đi, chúng ta có thể làm một cái giống như một cái showcase, một cái nhà kính, ví dụ như là vào một cái nơi đó, chúng ta có thể cảm nhận và thấy được cái quy trình từ cái bột nè, rồi bột làm như thế nào là chuyển sang là bánh phở nè, rồi từ bánh phở để ra được tô phở. Đó là một cái quy trình giống như là mình coi như là mình khép kính. Tức là cái khách hàng á, cái khách họ có thể thưởng thức, vừa quan sát vừa thưởng thức. Điều đó nó giống như là mình một cái sự truyền cái gọi là cái cảm hứng cũng như cái món ăn của mình đến cái người họ thưởng thức món ăn một cách rất là tuyệt vời, mà tôi nghĩ rằng là một cái xu hướng mà rất là nên làm, và tôi nghĩ rằng là chính phủ cũng cần hay là nhà nước cần phải có một cái sự khuyến khích tạo cái điều kiện đó. Ví dụ như ở mỗi vùng miền, ví dụ như là sẽ có những cái đặc thù về cái món ăn riêng của mình, thì khi mà mình có một cái nhà như vậy á để mà khách du lịch tới, người ta cảm nhận cái đó là cái rất là tuyệt vời. Rất nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng đang hàng ngày đóng góp một phần không nhỏ vào công tác quảng bá ẩm thực văn hóa Việt Nam ra với thế giới. Vậy họ cảm nhận như thế nào về vị trí, vai trò của mình khi trở thành chiếc cầu nối đưa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là cửa hàng ăn District 1 tại phía đông Berlin. Toàn bộ cửa hàng này được trang trí giống hệt như quán ăn vỉa hè ở một góc phố của thành phố Hồ Chí Minh, với những món ăn thuần Việt phổ biến như phở, bún đậu, mắm tôm, cơm tấm sườn, cho đến cả những món ăn lạ lùng với người nước ngoài như nhộng rang hay chân gà nướng. Cửa hàng này đã trở thành một điểm đến có tiếng của thực khách bản địa. Vào giờ cao điểm từ chiều tối, khách muốn đến ăn ở đây đều phải đặt trước thì mới có bàn. Ngay khi tôi vừa bước vào quán, hình ảnh tượng Phật, hương trầm đã cho tôi cảm giác như đang ở Việt Nam. Tôi thấy thức ăn cũng thuần Việt, vị ngon tự nhiên, tôi rất thích. Còn tại Nhật Bản, đất nước nổi tiếng về tinh hoa ẩm thực, thì hiện nay cũng có tới hàng trăm các nhà hàng Việt với 90% lượng khách là người Nhật. Không khó để tìm được địa chỉ quán ăn chuyên ẩm thực Việt trên các website tìm kiếm quán ăn, nhà hàng uy tín tại Nhật Bản. Món ăn của Nhật không có mùi hương mạnh, nhưng món ăn của Việt Nam sử dụng rất nhiều các hương liệu, mùi hương rất là thích, thế nên tôi nghĩ đó là điểm mà người Nhật rất thích. Nét truyền thống tinh hoa của ẩm thực Việt nơi xứ người không chỉ được gìn giữ qua hương vị từng món ăn đậm chất vùng miền, mà còn được khẳng định từ tên cửa hàng, quán ăn hay những cái tên nguyên gốc thuần Việt trên thực đơn như nem, phở, bánh mì, mà thực khách nước ngoài dù phát âm không chuẩn nhưng vẫn thuộc lòng. Tôi rất thích món nem này, rất truyền thống. Rất nhiều nhà hàng họ không theo hương vị truyền thống, nhưng ở đây họ theo đúng hương vị Việt nên tôi thích. Ẩm thực Việt không chỉ chinh phục được bạn bè quốc tế, mà qua những nét tinh hoa từ hương vị quê nhà, những món ăn Việt còn góp phần làm nên thương hiệu cho rất nhiều đầu bếp nổi tiếng thế giới như Christina Hà, Charles Phan, Anthony Browden, Jack Lee. Tôi khám phá ra ẩm thực Việt Nam là nền ẩm thực tinh tế nhất trên thế giới. Chúng ta chịu ảnh hưởng bởi ẩm thực Pháp, cách thức nấu ăn của Trung Quốc và cả những nước láng giềng như Lào, Campuchia. Nhưng sự ảnh hưởng đó là chắt lọc những tinh túy nhất để tạo nên món ăn Việt. Thức ăn Việt Nam khác với đồ ăn của các nước khác ở chỗ mùi vị nó rất vừa phải, tốt cho sức khỏe và hương vị tinh tế. Sẽ không quá chút nào khi nói rằng ẩm thực Việt đã thực sự lên ngôi trong những năm gần đây. Những quán ăn, nhà hàng Việt mọc lên ở khắp mọi nơi trên thế giới và sẽ còn phát triển hơn nữa.
Và cứ thế, bạn bè khắp năm châu sẽ có thêm nhiều cơ hội thưởng thức ẩm thực thuần Việt và khám phá văn hóa Việt Nam. Anh là kiều bào sinh sống tại Australia và cũng là quán quân của MasterChef 2013. Thì không biết là bản thân anh cảm nhận như thế nào về vai trò của những kiều bào ở nước ngoài trong việc quảng bá ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè thế giới ạ? Bây giờ thì cái lượng người Việt Nam mình sống ở nước ngoài rất là nhiều. Và tôi nghĩ đây là một cái tiềm năng mà dường như là mọi người đã bỏ quên qua hoặc là không chú trọng tới cái việc mà truyền qua họ, truyền tải tới cái việc phát triển thương hiệu những ẩm thực Việt Nam mình một cách rất là chưa có hiệu quả. Tôi nghĩ rằng là mình nên có những chính sách, ví dụ như là tạo điều kiện cho họ. Tại vì khi mà khách người dân ở đó họ tới họ ăn một cái món ăn Việt Nam mình thì mình sẽ có những cái thông điệp, những cái thông tin mình có thể truyền tải tới, mình giới thiệu hơn về cái ngành ẩm thực Việt Nam mình, cái sự phong phú, sự đa dạng. Tại vì cái vị của cái món ăn Việt Nam mình khi ở nước ngoài nó sẽ khác, nó phải có sự thay đổi. Vậy thì mình có thể một cái câu chuyện, hay là mình viết một câu chuyện nào đó, hay là mình có những cái thông tin nào đó để giúp cho cái người gọi là cái người bản địa đó họ thấy được là cái sự khác biệt. Nếu như anh về Việt Nam anh ăn cái món này như thế này, nhưng mà anh ở nước ngoài bởi vì do là phải cái sự hạn chế về nguyên vật liệu, hạn chế về một số mà mình không có thể có được, thì anh ăn cái vị như thế này. Đó là cách mình giống như là làm sao mình có là mình engage, có nghĩa là mình có sự liên kết kết nối mà giữa cái người khách hàng, người bản địa cũng như cái người mà gọi là người kinh doanh người Việt Nam mình đó. Và đồng thời chúng ta nên có một cái gì, cái sự ưu ái đặc biệt với những cái người Việt Nam ở nước ngoài mà có cái mong muốn rằng là làm một cái nhà hàng thuần Việt Nam hay là mang phong cách rất là Việt Nam, thì mình nên có chính sách để hỗ trợ, ví dụ như đem một số nguyên liệu nhập từ Việt Nam sang. Tại sao tôi thấy rằng là một số nguyên liệu Việt Nam mình có Việt Nam mình với Thái mà tôi sang một số nước có toàn là của Thái không, Việt Nam mình không có. Vậy có nghĩa vấn đề là cái gì? Vì chất lượng mình không có hay là mình không thể nhập hàng được. Điều đó có nghĩa là mình nên có những cái sự khuyến khích. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về vai trò của họ? Cũng nên có những các cái mình sang tư vấn với các bạn, ví dụ như là ở nước nào có cộng đồng người Việt nhiều và cửa hàng của Việt Nam nhiều, thì chúng ta nên có những các cái chiến lược, ví dụ như chúng ta mở những cái đợt sang để tập huấn. Vì là các bạn ở nước ngoài lâu, thành thử ra cũng có thể là các cái món của Việt Nam nó cũng hơi nó lai lai một chút. Vâng. Thế nhưng mà mình đến để mình thẩm định và mình tập huấn cho những cái để nâng cái chất lượng của Việt Nam lên, để cái thương hiệu ẩm thực của Việt Nam nó đến với lại khách một cách tức là hiệu quả hơn nữa, đánh giá một cách sâu sắc hơn nữa về chất lượng của ẩm thực Việt. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta chứng kiến là có rất nhiều đầu bếp người Việt thành danh ở quốc tế, ví dụ có thể kể đến là người Mỹ gốc Việt Christine Hà này. Cô chính là quán quân của MasterChef tại Mỹ này. Hay là cô gái trẻ Khánh Ly cũng là quán quân của MasterChef của Pháp năm 2015. Họ là những người rất là tài năng và chắc chắn là làm một cái kênh rất là hữu hiệu để mà chúng ta có thể quảng bá, đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Vậy bà đánh giá như thế nào về vai trò của họ? Phải chăng là chúng ta có cần những cái chính sách để mà làm sao thu hút họ được nhiều hơn, quay trở về và hợp tác với cả trong nước? Cái trang của người ta, tôi chỉ cần nói đến trang Facebook riêng thôi, người ta cũng đã là quán rồi. Và cái vấn đề mà quá là nhiều fan hâm mộ. Thế thì vậy tại sao chúng ta không có những các cái chiến lược kết hợp với người ta? Thế tại sao mà ví dụ ở Mỹ, mình sao lại không kết hợp cùng với bạn Hà ở Mỹ để có một cái nhà hàng Việt chuẩn? Thế sao không lại làm những cái đó? Thế cái đó là cái rất cần thiết. Cái đó thì chúng ta cần phải biết rằng dựa vào những cái gì thì chúng ta đốt cháy giai đoạn. Theo tôi á, cái việc mà qua những cái người đầu bếp nổi tiếng người Việt Nam hay là không nổi tiếng, người Việt Nam hay người nước ngoài, thì cái điều quan trọng nhất đó chính là một cái sự kết hợp rất là cởi mở. Bởi vì cái người đầu bếp là như một người nghệ sĩ, khi chúng ta muốn họ có cái sự sáng tạo, có sự làm cho món ăn của Việt Nam mình nâng tầm hơn ở một cái lĩnh vực, một cái mức mới hơn, thì chúng ta cần phải có cái sự gọi là thông hiểu cái và truyền tải, tức là mình cũng phải đưa cái thông điệp của mình vào và mình muốn là họ phải làm cái gì, và qua đó mình cũng phải làm sao ủng hộ, động viên họ để họ có thể nâng làm cái món ăn Việt Nam mình ở một cái góc độ mới hơn. Ví dụ như người Việt Nam, người đầu bếp Việt Nam thì nấu kiểu món ăn như thế này, nhưng mà người đầu bếp
của quốc tế khi nấu ăn Việt Nam phải như thế kia. Tất nhiên thì cái đó mình cần phải có cái sự phối hợp rất là hài hòa giữa nhà nước với cái người đầu bếp đó, và cho thấy rằng là cái thông điệp mong muốn chúng ta là như thế nào. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, xây dựng ẩm thực thành thương hiệu quốc gia là vấn đề đang được chú ý trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu quốc gia như thế nào để ẩm thực Việt vươn lên có sức ảnh hưởng rộng rãi trong khu vực và thế giới thì rất cần sự đóng góp của tất cả các thành phần trong xã hội, từ các nhà hàng Việt này đến các quán cà phê hay là các quán trà Việt, và kể cả những người Việt ở tất cả mọi nơi trên thế giới cũng sẽ là những nhân tố quảng bá hiệu quả hình ảnh của Việt Nam ra khắp mọi nơi trên thế giới. Và chuyên mục Góc nhìn tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.